Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Hiện tại tôi đang ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Và tôi đang đứng trước một ngôi nhà mái bằng rất đẹp, có diện tích là 70m2, có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Và bạn nào có ý tưởng xây dựng một ngôi nhà mái bằng có không gian gọn và phù hợp với ở vùng quê thì chúng ta cùng với tôi để tham quan ngôi nhà này. Và mời các bạn chúng ta cùng tôi tham quan nhé. Hiện tại tôi đang ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Thì các bạn quan sát thêm một ngôi nhà mái bằng có diện tích không gian là 70m2, có một phòng ngủ, có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Thì các bạn quan sát cái hệ trang trí phía ngoài của ngôi nhà rất đẹp các bạn nhé. Bạn nào có ý tưởng xây dựng cho mình một ngôi nhà có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách như thế này thì chúng ta cùng tôi quan sát cái phần trang trí phía trước ngôi nhà và phần bố trí không gian các phòng bên trong của ngôi nhà. Đây, tôi đang đứng phía trước ngôi nhà, các bạn nhìn cái phần trang trí mặt tiền của ngôi nhà này. Tôi zoom gần cho các bạn quan sát này. Đó, các bạn nhìn. Và cái cột đèn rất đẹp các bạn. Các cái đường chỉ, các bạn nhìn hai trụ cột. Các bạn quan sát cái cửa sổ. Chúng ta sẽ tham quan phía ngoài ngôi nhà trước, sau đó chúng ta sẽ quan quan vào bên trong sau. Bác vào bật em điện cho nó sáng không gian nhà. Phía trước nhà thì các bạn quan sát là có các cái trụ vuông và các cái trụ tròn tạo cái độ cứng vững cho ngôi nhà, các bạn nhìn không gian nhà rất đẹp và cứng vững. Thì bây giờ mời các bạn chúng ta bước lên cái bậc tam cấp để vào tham quan phía bên trong của ngôi nhà. Cái phần trụ sơn màu xanh ghi thì rất đẹp các bạn này. Nhà ốp lát gạch màu vàng rất sang trọng. Tôi đang đứng trước cái sảnh hiên. Các bạn quan sát cái phần bố trí, cái hệ trần phía trên của ngôi nhà. Từ đây thì các bạn có thể nhìn ra phía trước của ngôi nhà là một con đường, cái cảnh đồng quê rất đẹp các bạn nhé. Rồi, mời các bạn chúng ta tham quan vào bên trong của ngôi nhà. Đây là phòng khách của gia đình các bạn. Bộ bàn ghế. Các bạn quan sát bài trí không gian nội thất của gia đình. Cái bộ bàn ghế này bằng gỗ lim ngày xưa bác nhỉ? Ngày xưa. Và mấy năm nào? Mấy năm và thì các bạn là bố trí giữa khu vực phòng khách kết hợp với ban thờ. Các bạn quan sát hệ trần bên trên của phòng khách. Các hoa văn, họa tiết, trang trí các góc và sơn màu xanh. Từ phòng khách này thì các bạn sẽ nhìn, chúng ta sẽ có hai cái phòng ngủ. Phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2. Mỗi phòng có diện tích là 12m2 các bạn nhé. Đây là phòng ngủ số 1. Thì các bạn quan sát cái hệ trần phía trên của phòng ngủ số 1. Không gian rất là đơn giản. Rồi chúng ta nhìn cửa sổ sẽ mở nhìn ra phía sân, phía ngoài. Đây là vị trí phòng ngủ số 1. Và các bạn nhìn phòng ngủ số 2. Trên phòng ngủ số 2 thì có một cái gác để chứa đồ nhé các bạn nhìn.
Gia đình xây một cái gác để chứa đồ, chúng ta để chăn ga gối đệm mùa đông. Xong thì chúng ta đến mùa hè các bạn cất lên trên cái phần phía gác. Rồi các bạn quan sát một nữa. Chúng ta quay về vị trí phòng khách. Có diện tích là 25 m². Từ vị trí phòng khách thì các bạn nhìn ra hai phòng ngủ. Và đây chúng ta sẽ nhìn ra sân. Bên cạnh thì chúng ta sẽ có một cái cửa nách, hay nghe gọi là cửa phụ của phòng chính. Thì cái khu vực này chúng ta là khu vực bếp nấu, và nhưng phía trên đã bắn mái tôn, cho nên các bạn ở vùng quê thì luôn có cái mái tôn này để che mưa nắng luôn này. Chỗ này chỗ để xe. Đây là khu vực bếp của gia đình. Rồi, mời các bạn sẽ quay về vị trí của cái phòng khách. Rồi, từ phòng khách này thì các bạn sẽ quay lại, chúng ta nhìn được hai phòng ngủ. Rồi, mời các bạn chúng ta quay lại ra phía ngoài để nhìn lại tổng thể cái không gian của ngôi nhà. Rồi các bạn quan sát phía ngoài phần trang trí của ngôi nhà mái bằng có diện tích là 70 m² và chi phí xây dựng là 300 triệu. Vừa rồi các bạn đã tham quan được khu vực phòng khách và phần trang trí phòng khách hai phòng ngủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết đoạn video clip này. Bạn nào có ý tưởng xây dựng một ngôi nhà mái bằng với cái không gian hai phòng ngủ một phòng khách thì chúng ta hãy lấy ý tưởng để xây dựng một ngôi nhà cho riêng bạn. Và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cái phút cuối cùng của video này. Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận video mới nhất về những không gian nhà đẹp. Và hẹn gặp lại bạn video tiếp theo.